VP Bank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Một sự phản bội. Anh ấy có gì hơn tôi? Ờ, nhưng mà bác Linh là trò ơi. Anh à? Sao bác, em lại quay lại em? Chú? Anh vậy? Đâu rồi? Vậy là không phải là lỗi của ảnh mà là lỗi của chú. Con đây, con đứng ra, con ở đây để bảo vệ bác. Thực ra thì sự thật thì cũng đã xong rồi. Bác không là 5 lần 7 lượt anh ta phản bội bác. Nhưng mà bác em đi ra bên kia đi, chuyện chưa đấy của em. Đây là cuộc thi mà, không phải để ra cho mình một cái kế hoạch gì đấy. Đứng thẳng lên. À, rất thích nhiều. Chiều cao linh động. Từ ngày con còn bé tí là con ám ảnh với âm nhạc của bác. Ám ảnh với âm nhạc của bác. Em đến đây em thực hiện giấc mơ của bố mẹ à. Eo nhạc còn ám ảnh cơ chứ. Hai cặp đôi đã ghép cặp thành công, lần lượt là Thanh Hà cùng với Dương Edward, Ngọc Anh cùng với Phan Duy Anh. Những ca sĩ gạo cội và ca sĩ trẻ còn lại sẽ bước vào phần ghép đôi ngẫu nhiên để tiếp tục tìm kiếm cho mình người đồng hành ưng ý. Hãy cùng đón xem ngay bây giờ. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ có một phần gọi là trò chơi tìm kiếm partner. Tôi sẽ gửi cho các OG và các bạn ca sĩ Gen Z cái tấm bảng của mình, và nhiệm vụ của họ sẽ điền tên một cái người partner mà họ muốn bắt gặp. Và nếu như chúng tôi so là kết quả ai trùng khớp với người còn lại sẽ thành một cặp. Không trùng khớp tính tiếp. Dạ, xin mời các bạn. Và bây giờ xin mời các anh chị bắt đầu điền tên người mình muốn bắt gặp vào trong cái tấm bảng này. Xin cảm ơn ạ. Tôi xin kết quả ạ. Các bạn thân yêu, theo thống kê của NASA đã gửi tin về cho tôi thì hiện nay đất nào đắt giá nhất vậy? Đất đắt giá nhất của mé khu vực bên ca sĩ Gen Z như tôi đã nói vẫn là Ogenus. Wow. Ghê. Yes. Phải như thế chứ. Phải như thế chứ. Bên này thì hiện nay đất đắt giá có hai khu. Hai OG được nhiều người mong muốn về nhất là ca sĩ Thu Minh và Quang Linh. Wow. Cảm thấy xúc động lắm khi mà Minh được các bạn chọn lựa nhiều như vậy. Vui lắm. Mỗi người cũng được 2 phiếu ạ. Vân Inh. Những ca sĩ Vân Inh. Ok, đầu tiên tôi xin được sổ kết quả như sau. Ca sĩ Orange. Đầu chương trình Orange nói yêu mến chú Quang Linh. Và bạn không thay đổi ý kiến. Chú Quang Linh đẹp trai ba trái tim. Mọi người có biết là hả Cam hả cẩn thận vẽ ba trái tim trong cái tờ giấy. Xin hãy tác hợp cho chúng tôi ạ. Xin hãy. Khi tôi nhìn qua ánh mắt của người được viết trong tấm bảng này, tôi thấy có một sự nheo mắt. Hối lỗi, ân hận, ấy đấy. Vậy tôi sổ người đó. Trời ơi chú ơi, không lẽ nào anh ta mếu rất kỹ, mếu rất sâu. Vì anh ta có một trái tim được tô đậm hơn. Ba trái tim kia là ba trái tim rỗng, trái tim đặc ruột đã dành cho Phạm Anh Dương. Wow.
một sự phản bội. Anh ấy có gì hơn tôi? Ờ, nhưng mà bác Linh là cho on. Ờ nhà. Sao bác em lại quay lại? Em... chú. Anh vậy. Đâu rồi. Vậy là không phải là lỗi của ảnh mà là lỗi của chú. Con phải đây, sao? Con đứng ra, con ở đây để bảo vệ bác. Thực ra thì dạ, sự thật thì cũng đã rồi. Bác không phải là 5 lần 7 lượt anh ta phản bội bác. Nhưng mà bác em đi ra bên kia đi, chuyện chưa đấy của em. Ta tránh thức, ta nói chuyện. Thực ra là... con trung tình đến thế. Ai bảo con tin vào những lời thảo mai của bác con ơi. Con chê cô. Cha ơi, em còn non và xanh lắm. Bác chịu đâu. Bác sao đi con. Con cứ ưa nghe những lời phỉnh định con ơi. Không. Đi về đi. Đến giờ này nhá, bác Minh khẳng định con chính là thần tượng của bác. Trời ơi, sao mà anh giờ này mà anh còn nói được vậy, nó hay thiệt anh Linh ơi. Tại sao anh không thể hiện bằng cái ngòi bút của mình chữ ký rồi? Đúng rồi. Chót lưỡi đầu ngôi. Thôi đi đi, miễn dạ. Cưỡng không hạnh phúc. Bác Minh khẳng định con chính là thần tượng của bác. Quang Linh đã chọn Phạm Anh Duy. Vậy Phạm Anh Duy có chọn Quang Linh không? À. Lại là một ẩn số à. Trời ơi các bạn ơi, Phạm Anh Duy mà nó lật kèo, cái này mới gọi là quả báo nào. Phạm Anh Duy chọn bác Quang Linh. Thôi mà bác còn cu te nữa. Cam rồi, Cam ơi. Tôi xin chúc mừng cặp đôi mới Quang Linh và Phạm Anh Duy. Wow. Ủa vậy sao không chọn nhau từ đầu? Là lúc nãy Quang Linh đã chọn Phạm Anh Duy rồi, nhưng mà quý vị thấy không, chương trình nó cứ vòng ấy, thế là Quang Linh phải đánh lạc hướng bằng cách là không chọn đấy, để cho nó cứ chạy vòng, chứ thực ra trong lòng đã xí rồi. Đây là cuộc thi mà không phải để ra cho mình một cái kế hoạch gì đấy. Đứng thẳng lên. À, rất thích rồi. Chiều cao linh động. Vâng ạ. À. Happy không? À, thực ra thì ngay từ ban đầu là em đã giữ nguyên một cái gọi là chính kiến dành chọn tình yêu cho bác Quang Linh. Bởi vì sao em cũng muốn giải thích luôn. Bác Quang Linh là người thần tượng của bố mẹ con. Từ ngày con còn bé tí là con ám ảnh với âm nhạc của bác. Ám ảnh với âm nhạc của bác. Em đến đây em thực hiện giấc mơ của bố mẹ à. Eo nhạc còn ám ảnh cơ chứ. Nên là không, đến đây em chắc chắn một điều rằng khi mà mẹ em xem được là con trai của mình được đồng hành, được hát chung, được đứng chung sân khấu với bác Quang Linh thì mẹ em sẽ rất là vui. Cảm ơn em. Xin mời xem về hướng bên kia. Bye. Chúc mừng nhá. Bác Linh nhìn mặt mà xong bác Linh kiểu bye. Sữa tươi Vinamilk Green Farm top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Chúng ta lại tiếp tục nói về Ogenes. Hiện nay mặt hàng đang hot hòn hòn đó đang được sự chú ý của ai? Đầu tiên đó là Diva Thanh Lam. What? Đúng là wow. Không tin được. Mình không tin rằng chị Lam sẽ chọn mình để kết hợp với mình. Nghĩ rằng là cái màu sắc mình sẽ không phù hợp để cho chị Thanh Lam lựa chọn. Lúc mà viết tên thì Lam nghĩ rằng cũng có thể là một giọng nam một giọng nữ thì nó có thể sẽ nó mềm mại hơn. Lam cũng thích Ogenes bởi vì Ogenes có cái gì đấy nó cũng rất là nhẹ nhàng dễ nghe. Và người thứ hai có chú ý đến Ogenes đó là Mai Tiến Dũng. Ogenes à, tôi vẫn hướng về em. Cảm thấy kiểu khó xử thế nhở? Vậy Ogenes dành tình cảm cho ai? Nhìn cái mặt này là thấy khó ưa rồi. Cái mặt này là mặt là có biến rồi. Ogenes chọn ai ạ? À? Ai ạ? À? Roman. Trời ơi, đoán như thần. Wow. Tôi muốn gửi gắm với Ogenes là bạn biết không? Tôi rất là chân thành. Tôi rất là si tình và tôi là trung tình. Nhưng mà thật sự là tôi không ngờ. Ai?
chung tình được mãi. Ui, ui, ui. Ôi, xin lỗi, nó bị mù quá. Em sai rồi ư? Chưa. Chưa. Chưa sai, chưa sai. Trước tiên là chị sai rồi. Sai. Chị tin là chị sai rồi. Sai, sai, chị sai, sai đấy. Dũng sai rồi. Không, tại em hay chung tình. Em chung tình gì, em về làm neo đi. Bây giờ này, cuộc đời không như mơ đâu em ạ. À, chị Minh ta đã nói rồi, chị anh biết, anh hiểu không? Anh cho em biết đi anh. Đây. Đây, anh sẽ cho biết như thế nào là tình yêu đơn phương. Vâng. Ôi, cho nên chọn Thu Minh. Thì Thu Minh chọn ai? Vũ Thảo My. Wow. Trái ngang, trái ngang. Đau chưa? Em đau. Ở đây là vì thương chị em sai. Tội cho em. Xót cho em. Nay thì 1% anh vẫn đợi. Người chung tình thì em không theo. Quá đà. Quá đà. Nói nghe nè, chị nói em nghe. Cứ sang đấy đi. Thật ra, tại vì chị á, chị rất là thương. Và chị muốn em là người gợi ý cho chị. Đúng rồi, em về chọn với cả chị đó. Chị Lam. Không, thực sự ra thì thằng nhỏ nó cũng không buồn nhiều như vậy đâu. Chị không thể nói với em được, tại vì luật của chương trình. Em hiểu không? Chị không thể nào nói với em được là đừng chọn chị, hãy chọn chị Lam. Ra căng tin đi, trời ơi, ngoài kia có căng tin. Em ơi, đi về hộ tay, đi về. Lớn rồi, chịu trách nhiệm cho tình yêu của mình đi em ơi. Em đừng có như thế. Em vẫn mù quáng. Vì câu vừa xong chị nói, em vẫn tin là còn hy vọng. Em vẫn tin là còn hy vọng. Eo ơi cái thằng. Nó cố chấp thật đấy, yêu. Cái dòng nó yêu, nó bị cố chấp anh ơi. Tình yêu này là tình yêu khét lẹt đấy. Khét lẹt. Không buồn nói luôn, thật sự luôn. Bà Minh này mà ai yêu bà là cũng mệt lắm ấy bà này. Bà duyên sinh ra nhà này. Bà sẽ, Minh. Sẽ có lúc chị em mình gặp lại nhau. Bà Minh ấy là cái dạng mà này, em có yêu anh không, nói một lời thẳng thừng đi. Mình sẽ bảo rằng là em không biết nữa. Chúng ta rất khó đến được với nhau, nhưng em có nghĩ về anh. Eo ơi, cái loại đấy cơ. Eo ơi, đừng đến lệnh bà luôn, đừng lệnh bà luôn. Eo ơi, sợ chị tôi thật đấy. Thế bây giờ này, Thu Minh chọn Vũ Thảo My đúng không? Thế Vũ Thảo My chọn ai? Ok. Vũ Thảo My chọn Vũ Hải. Thu My. Thời điểm mà viết tên lên trên bảng á là chỉ một cái tên thôi, Vũ Thảo My. Nhưng mà cái thời điểm đấy thì mình tin rằng là bạn ấy sẽ chọn mình. Trái tim lúc đấy của My Bách bảo là ghi tên chị Minh xuống đi. Thì thôi My luôn, điều ước mình trở thành sự thật rồi. Chúc mừng cặp đôi tiếp theo, Vũ Thảo My và Thu My. Yeah, I knew it. Hai chị em này nên kết hợp. Giữ tôi lại, dắt nhau về chỗ. Giữ chắc tôi lại. Thôi bỏ đi. My, bye. Khiêm bye, chị bye. Về hộ ta. Quay, cho tôi nói cái. Quay rồi, chị công thôi. Thôi về, về gửi thư, gửi thư, gửi thư. Eo ơi. Em ơi, này, dặn luôn nhá, không yêu đừng gieo. Tội cái người đợi, hiểu không? Tội lắm. Trông mặt đờ đợt ra. Eo ơi. Đây, vụ này vui. Chúng ta có con cá lương bất hủ. Con cá chọn Lily. Lạ nha, lạ quá. Vậy Lily chọn ai? Lily chọn. Em chọn ai? Mai Tiến Dũng. Mặc dù ra vẫn
confused giữa anh Hải và anh Dũng, nhưng mà Ly đã tin vào cái sự lựa chọn ban đầu của Ly, nên Ly định chọn anh Dũng. Duyên do trời và phận tại ta nè. Sao cái tình cảm nó chéo queo chéo ngang vậy, trái ngang tùm lum. Không ngờ. Trong khi Mai Tiến Dũng chọn ai? Mai Tiến Dũng chọn Orgenus. Không phải, tại vì mà nói là anh thương Lily, anh yêu Lily. Em gặp ở đây. Không phải, tại vì anh nghĩ là trong các cặp song ca nam nữ á, nhiều rồi, cho nên là trong Our Song Việt Nam thì Dũng muốn khi mà song ca cùng với Orgenus thì thấy một cái gì đó rất là mới lạ. Và sự mới lạ này là những cái mà Our Song đang tìm kiếm và bản thân Dũng cũng muốn tìm kiếm. Xạo quá, xạo. Cho nên là buộc phải chung tình, dù dỗ đến bằng cùng. Xạo quá, xạo. Tiếc. Dạ. Em có thấy bị phản bội lắm không? Đương nhiên là em thấy bị phản bội, nhưng mà em cảm thấy mình rất là đã hoàn thành được sứ mệnh của mình rồi. Đó là đưa tới cho mọi người một cái thông điệp, đó là một khi để làm tổn thương người khác thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Đúng vậy. Hay cho thông điệp này. Còn hai người đây, Lâm Bảo Ngọc và Bộ Gấu. Lâm Bảo Ngọc và Bộ Gấu, để coi. 1, 2, 3. Trung khớp, chúc mừng. Yeah, chúc mừng. Anh về nhà rồi bố, anh về nhà rồi. Cặp đôi tiếp theo, Lâm Bảo Ngọc và Hoàng Hải. Wow, bất ngờ chưa? Khi mà nghe thấy bố cũng ghi tên mình ấy, em nghĩ là bố cũng quá mệt mỏi rồi, bố cũng muốn về bên em rồi. Em nói bố rồi, bố không thể đi xa hơn em được đâu. Bố bắt cặp với Lily đúng không? Rồi cuối cùng vẫn phải quay về với em thôi. Hai anh em đã đi hát chung nhau và cũng khá là hiểu nhau nhiều ấy, có cơ hội làm việc nhau. Mình có niềm tin là sẽ chọn mình. Xin chúc mừng. Em không cam tâm. Trời ơi anh ơi, vậy có nghĩa là không ai chọn em luôn anh ơi. Em rất thông minh, em đã hiểu rồi đó. Ai bảo con chê cô? Con chê cô. Con cứ sợ cô nhai cái thằng đấy. Ngay từ đầu mà con tỏ ra thì cô đã chọn con nếu rồi. Nếu mà con tính cô ngay từ đầu cũng phải bọn mình đẹp đôi không con. Rồi, thưa các anh chị, đây là đợt bánh trung thu đại hạ giá của chúng tôi. Đợt sale này chúng tôi có cái này. À, thưa các anh chị, vì hiện nay còn 3 OG và 3 Gen Z, cho nên chúng tôi sẽ bốc thăm ngẫu nhiên theo cặp là 112233. Ai bốc trúng số 1 thì chọn nhau, bốc trúng số 2 thì chọn nhau, và bốc trúng số 3 thì chọn nhau. Lúc mà ghép đôi thành công rồi và nhìn mọi người bốc thăm đến 2 lần ấy, cảm giác kiểu mình đang xem đá hiệp phụ thứ 2 của bóng đá ấy, nó lâu mà nó vừa hồi hộp. Lúc này là hoàn toàn nhờ vào may rủi rồi. Dạ. Em mời cả nhà thưởng thức ạ. Đừng có ế nha Thanh Lam. Không sao chị, có em. Có em bên cạnh. Dạ. Giờ còn hai lá cuối à, em với chị à. Đúng vậy, đây để chị bóc trước. Chuẩn bị, cho tôi hỏi, cặp đôi số 1 ở đâu ạ? Eo ơi, còn diễn cơ. Phải số 1 không? Anh số 1 ạ? À đúng rồi. Ý chưa? Chạy cô vẫn về với cô. Đây nó gọi là thiên định rồi là ý trời rồi con ơi. Đúng. À, con xin lỗi cô. Con xin lỗi cô. Cam là phải về với Lam. Orange cũng là một ca sĩ trẻ, tinh thần nó rất là nhẹ nhàng và nó mềm mại, cũng rất là dễ là để mà là phù hợp với Thanh Lam. Đã trở thành một cặp rồi, con hy vọng rằng là cô với con sẽ là hai viên ngọc và sáng ở trong chương trình này. Thấy đấy. Chưa con, thấy chưa? Bây giờ con phải đồng nhất với cô nha, con đừng có dở mặt con nhá. Một tràng pháo tay cho Mộng Cam và Thanh Lam. Rồi, xin chúc mừng, xin mời về chỗ ạ. Nè, để coi nè, nè. Lại là cái cặp ân oán này nè. Em bây giờ hả, em bây giờ có về đi chăng nữa
thì anh cũng chết dưới tay em đó. Thôi trời ơi, cặp số 2 là ai? Cặp số 2 là cặp nào? Lương Văn Hữu và Oginus. Hữu ơi, chúc mừng. Để cho cái cặp này hỏi cho hội ngộ với các bạn vậy. Vậy đó. Em mời chị. Rồi, mời cặp cọp cuối cùng gặp nhau và chia sẻ. Anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Anh đã thấy quả báo ngay trước mắt của anh rồi anh em ơi. Nhưng mà bé biết mà, anh rất thích Lily từ những ngày đầu tiên. Em không tin, em không tin nữa. Không, anh, không, em không tin anh nữa. Nói thì cái này là nói thiệt nè. Đừng nói thiệt là anh rất thích Lily từ ngày đầu tiên đúng không anh? Khi Lily xuất hiện là anh đã chọn Lily rồi. Nhưng mà chỉ là anh muốn khám phá thêm những gì mà anh có thể khám phá trong cuộc thi này thôi. Nhưng mà đối với Lily là một cô gái như thế này thì anh nghĩ là chúng ta cũng sẽ làm một cái gì đó. Ok, em tha thứ cho anh. À. Lily, anh tới đây. Anh Dũng ơi, anh chết với em rồi. Vâng, và xin mời tất cả các cặp đôi cùng lên sân khấu ạ. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay các cặp đôi sẽ chính thức đồng hành với nhau, bao gồm những cặp như sau: Mai Tiến Dũng và Lily. Vui lên cưng. Vui lên. Ừ, Lương Bích Hữu và Oginus. Lâm Bảo Ngọc và Hoàng Hải. Thu Minh và Vũ Thảo My. Sao ạ? Vũ Thảo My và Vũ Thu Minh. À, chị em nhà Vũ. Vũ Thảo My, Vũ Thu Minh. Tiếp theo, Song Anh, Ngọc Anh, Phan Duy Anh. Đây, Edward và mẹ của Bella, Thanh Hà. Tiếp theo, Phạm Anh Duy và Quang Linh. Mình phải bước lên. Dễ thương à. Và cặp cuối cùng, Mộng Cam Mộng Lam. Ok, thưa các anh chị, luật chơi của tuần sau như sau. Các cặp đôi sẽ thi đấu với nhau. Chúng ta sẽ chia ra làm hai bảng A và B. Trước tiên, chúng ta sẽ bốc thăm để tìm ra hai bảng. Xin mời đại diện là cái OG lên bốc thăm đi ạ. OG ạ, OG ạ. Bác, dạ, cầm luôn đi bác, khỏi lựa nữa, dạ. Rồi, cho tôi hỏi, ai thuộc bảng A bước lên một bước? Xin mời di chuyển về gần nhau luôn ạ. À, vâng, thưa quý vị, như vậy bảng A bao gồm cặp của Lily, Mai Tiến Dũng, Lương Bích Hữu, Oginus, Vũ Thảo My, Vũ Thu Minh, Mộng Cam, Mộng Lam. Ở bảng B, chúng ta có Lâm Bảo Ngọc, Hoàng Hải, Song Anh, Edward và Thanh Hà, Phạm Anh Duy và Quang Linh. Thưa các anh chị, kể từ giờ phút này, bốn cặp trong bảng A sẽ là đối thủ của nhau. Và bốn cặp trong bảng B sẽ là đối thủ của nhau. Các anh chị sẽ phải đấu để tranh nhất nhì ba tư. Và cặp đôi nhất bảng sẽ có lợi thế ở vòng sau. Thế là cái bảng đấu này là một cái bảng đấu cũng sức đầu mẻ chán nha mọi người nha. Ráng nhẹ nha, ráng nhẹ đấy. Thực ra là nếu mình mà nghĩ rằng là mình phải đối phó với mấy đối thủ này thì mình toi rồi. Chúc các anh chị may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn đang theo dõi bài hát của chúng ta Our Song Việt Nam 2024. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank. Thẻ VPBank lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Vinamilk, công ty cổ phần sữa Việt Nam, Vinamilk Cream Farm, sữa tươi hút chân không vỗ về vị giác. Xin được cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị phát hành độc quyền bản ghi của bài hát của chúng ta. Đừng quên theo dõi chương trình vào lúc 21:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 và siêu ứng dụng nhà trí Vi Âm.
tải ngay Vion về để xem sớm nhất và nét nhất chương trình quý vị nhé. Vion là sự ứng dụng giải trí để xem phim, show, ca nhạc, truyền hình phù hợp nhất với người Việt. Vion không thể rời mắt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào vòng thi đấu bảng của bài hát của chúng ta. Xin chào. Đám cặp đôi của Ao Son mùa đầu tiên đã chính thức ra mắt khán giả. Họ sẽ chính thức bước vào đường đua chinh phục ngôi vị cặp đôi vàng. Và để tiếp lửa cho các nghệ sĩ, biên đội thuyền trưởng đã dành tặng một món quà bất ngờ cho họ với hoạt động Ao Ship để kết nối. Hãy cùng khám phá nhé! Thẻ VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.